biscuit cả flower that become flower in spring. Mà pha xử lý gì bằng đất. Vẽ cả dài trang trọng. Khi mà các bạn ạ, khi mà nó trang trọng, đây ta phát cho không, lại không biết ta đang nói cái gì. Đây phần cãi nhau của bạn trợ giảng và bạn Minh Đức. Tưởng dài thì nó trang trọng hơn, nó chỉ trang trọng hơn khi mà cái từ đó nó dài nhá, chứ không phải câu nó dài nó trang trọng. Câu dài mà dùng những từ ngắn nó sẽ thành rườm rà nhá. Câu số 19, 21. Rồi. Về cơ bản thì bạn bạn Hiếu cũng đã chữa rồi. Nên là cũng không có gì nhiều để chữa kỹ cho các bạn ở cái phần này. Tuy nhiên là có một số cái là như này này. Các bạn nghe thấy anh nói không ấy? Có anh ơi. Một mẹ thằng Minh Đức, lần sau mà mày còn để cái đỏ như này nữa tao đấm vào mồm nhá nhá. Xong sau này đi làm thì đừng có bao giờ nói là cái gì ạ. Em mẹ thành thạo Microsoft Word, Excel, Office. Hiểu không? Đây. Anh sẽ cho các bạn thấy. Thế nào? Đây. Nhìn thấy màn hình đúng không? Có nhìn thấy đúng không? Có rất nhiều bạn nha, không phải mỗi mình bạn Minh Đức mà để cái đỏ như thế. Đâu, nhấn cái gì đây? Wake up và get up khác nhau. Lát nữa anh sẽ xử lý. Mày ở thằng nào đây? Chào anh. Anh Phi ơi. Ơi. Tí nữa 6:15 em xin out nhé, tại vì em có lớp học trên trường. Ừ, được. Vâng ạ. Ai có cứ out, ok, vô tư mình không care. Đây nha, đường Minh Đức. Minh Đức có đây không? Có em anh ạ. Ở đây, nhìn. Tao chỉ một lần nhá. Cái củ lìn từ đây, săn đây. En limo. Ai dạy mày đấy? Cái thứ nhất, cái gạch đỏ này này. Biết là cái gì không? Cái đấy là lỗi ngữ pháp. Ví dụ. Đây tao dạy mày kỹ năng quật luôn này. Đây nha, ví dụ như là anh yêu em. Nó đang là tiếng Việt. Đây, nó đang ghi đỏ này đúng không? Nếu như là tiếng Anh, nó là I love you đi. I love you. Đó. Nếu như giả sử you mà bạn thấy mét như này nó sẽ báo đỏ. Đây, sửa cách như nào? Ấn chuột phải, nó sẽ hiện những cái lựa chọn như thế này. Các bạn đổi animo này. Ví dụ như này, nó sẽ báo đỏ đúng không? Là sai về mặt chính tả. Sai spelling. Có lựa chọn này, ấn chuột phải. Rồi, thằng nào có máy tính thì thực hiện theo đi mà biết. Bây giờ, cái anh yêu em tiếng Việt nó không sai. Nhưng ở đây nó đang là phông tiếng Anh. Nếu như bạn đang gõ tiếng Anh ấy, thì bạn mở file. Và option là lựa chọn. Proofing là gì ạ? Proof là chứng minh. Proofing là kiểm tra chính tả. Một là các bạn ẩy hết cái này đi. Hai là các bạn ấn hi arrow in this document only. Tuy nhiên là các bạn
nên để trước trong quá trình các bạn làm bài ấy, thì nó sẽ phát hiện ra những cái lỗi này để bạn sửa. Sunday không viết hoa nó bị lỗi đây này, animal phát âm viết đang sai đây này, keep animal mẹ ơi. Rồi sau khi mà đã làm xong rồi, đã thấy cái phần tiếng Anh của mình nó Anh ơi, ok từ rồi từ, thì nói lại, nói sao? lại. Em chưa kịp nhìn xong đấy. Ơi Vào đoạn nào ấy, em chưa kịp nhìn. lát nữa coi lại video bài này, tao có quay lại, ấn hai spelling hai grammar được chưa, ok một phát mất luôn. Còn nếu các bạn kiểm tra tiếng Việt đây, ấn vào đây nhìn thấy không, Vietnamese đây, ok đó, ví dụ như vậy. Trời ạ, ok Ok anh. vào file này, tôi nhấn mạnh lại option này, proofing này, ấn hai spelling hai grammar only rồi, ok. Ngày xưa chúng mày học sinh học học cái gì nhỉ, tin học cấp 3 không bị kiểm tra cái phần này à? Rồi đấy là cái thứ nhất, đầu tiên tao có ý của Đường Minh Đức. Cái thứ hai là mẹ cái câu này bên trái thì bên phải sang, thì anh làm ơn anh ghi sang câu để người ta tiện theo dõi. Bây giờ này tao lại phải gióng 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 sang như này à, mẹ thằng Hiếu nó còn ngồi nó chữa tao còn lâu. Riêng các bạn mẹ đây này, của thằng nào đây, bỏng, ui rồi ôi, like off phần yên, autumn là cái gì đây, đã dừng là cái gì, lá good. Các bạn trình bày word không hợp lý một tí nào nha. Đây, bạn nào đây? Long. Được. Cho 10 điểm. Về mặt trình bày. Đấy, làm cái nhìn này có vẻ rõ không? Ôi, đéo đâu rồi. Đấy, nhận xét qua và đấy, tí nữa anh chữa sau, rồi có bạn hỏi cái gì thì anh sẽ giải đáp cái đó. Đéo đâu rồi nhỉ? Đây 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 đây. Có một số đứa chưa làm bài tập là như thế nào? Hiếu nốt lại những đứa chưa làm bài tập nhá. Có mấy hai người thôi anh ạ. Hôm nay lớp mình làm bài tập khá đầy đủ. Đây đây, đã thấy làm đâu? Ủa, 17 mo nữa hả? Hai đứa đấy mày gọi điện mày nhắc cho tao nha. Một là như thế, hai là ghi lại đến lúc nào đi học offline tao thu tiền. Thế thôi, Vâng vâng vâng. không có cái chuyện Ok ạ. là gì ạ, không có cái chuyện là người ta cũng làm người ta cũng học, mình bắt đầu mình chơi dài cái dái ra thế là không được. Rồi các bạn làm trình bày như nào để cho người khác nó dễ chịu. Em ơi, Sơn Tùng Nguyễn này, ê ê ê có đây không, Sơn Tùng Nguyễn có đây không, đây đây Nguyễn Tùng Nguyễn. Có anh ạ. Mẹ thân sư nhà mày, mày để cái này bố tao nhìn được à? Đây là tao phải zoom 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 lên thế này à? Hay thế nào? Tải về zoom lên đấy ạ. Nhìn này, nhìn nhìn, chúng ta ấn vào đây hoặc các bạn ấn vào tìm kiếm ở cái chỗ góc tròn này này. Snipping tool, mẹ tao dạy kỹ năng Word Excel cho chúng mày luôn. Được chưa? Bạn nhá, đây này, new là mới này, còn bạn không new đây, ví dụ như vậy. Bạn cắt cái quần que gì cũng được á. Cũng cổ phím nhanh hơn anh ạ. Không, các bạn phải tôn trọng những cái người mà chấm bài cho các bạn nha. Ví dụ từ sân xứ này, các bạn thích cắt cái quần que gì cũng được, cái gì đúng không, ok chưa, xong đó, các bạn copy lên là xong. Thế bây giờ ví dụ mày đang xem sách được chưa, đây cái tab này là tab phang nhau đi, mày không muốn người ta biết là mày đang xem sách thì mày gì ạ, mày cắt cái phần này thôi. Đúng chưa? Đó, ê, đẹp chưa? Chứ tự dưng bây giờ mẹ đi cắt cả cái, nhìn nó có ngứa mắt, nó có thiếu chuyên nghiệp không chứ lệ này. Nhìn này à? Có rồ không? Em nộp bài, ghi ra, ôi dồi ôi. Nếu chữ viết tay của các bạn đẹp nha, thì hẵng viết nha. Cái đéo gì đấy? Đã. Còn chữ viết tay thì xấu thì làm ơn. Rồi, anh chưa biết là cái bài cụ thể của các bạn như thế nào. Tuy nhiên là anh đánh giá cao ý thức về những các bạn đã nộp bài. Ít nhất là các bạn có làm. Và chắc là các bạn cũng không không Google dịch đâu. Là Nguyễn Thế Hải, mày có Google dịch không?
Hải nghe đi không? Thằng Hải có đây không? Hải ở máy tính gì anh ơi? Thôi xin em đi học đây. Em chào anh nhé. Bye Chào bye. mọi người nhé. Rồi mình sẽ chữa bài nhá. Thứ nhất, bố tôi là một nghệ sĩ. Câu này chữa là gì đây ạ? Một này. My My father is an artist. Câu này có bạn nào hỏi không? Có ai hỏi không? Không, nếu mà chỉ ghi bố tôi là một nghệ sĩ được, bố tôi chính là nghệ sĩ được, hay là phải là một nghệ sĩ như là trong không, bài văn không, này? Như vấn đề là nó, tại sao thằng Thành nó đã cố tình nó để một nghệ sĩ để các bạn không sai rồi. Các bạn nếu, bởi vì sao? Các bạn học TOEIC thì nó ít kiểm tra, nhưng học TOEFL kiểm tra đấy. Artist là danh từ đúng không? Có đếm được không? Nhìn đây này, tra vào từ điển Longman có đếm được không? Có. Đã là danh từ đếm được, một là nó phải có ơ ân đằng trước. Nếu như uể oải thì nó sẽ cộng với ân đúng không? Còn nếu như không nó phải có tơ. Còn không thì nó phải là số nhiều. Không bao giờ nó đứng một mình nha. Ghi cái kiến thức này vào này, danh từ đếm được phải có ơ ân đằng ơ ân tơ đằng trước. Còn không thì lại phải dạng số nhiều thêm s. Khi nào thêm ơ, các trường hợp còn lại, khi nào thêm ân cộng với lại trước đó là uể oải. Nó tính vào cái từ gần nó nhất nha. Ví dụ a beautiful house, danh từ nhà có đếm được không? Được chưa? Không. Nhà không đếm được, một nhà, hai nhà, ba nhà không đếm được. Có chữ, có chữ. Đây này, muốn biết đếm được hay không, đếm luôn. Check. Đây, nhìn thấy countable không? Countable là có thể đếm được nha. Count là đếm mà. Thế bây giờ ví dụ nó là apple ơn cộng với uể oải, được chưa? Thì sẽ là ân. Ví dụ ân apple, một quả táo, được chưa? Xong, apple đếm được. Tiếp fucking ugly, freaking. Thôi, ghê quá. Red apple. Thì lúc này lại không dùng ân nữa. Vì sao? Vì nó tính cái từ đứng gần nó nhất là kết thúc bởi R. Được chưa? Nó không phải là uể oải nữa. Đây này, được kết thúc bằng A. Ok chưa? Lớp hiểu chưa? Được rồi ạ. Rồi, ok. Tiếp này. Rồi ạ. Như vậy ở đây phải có ân. Không ân là sai vì artist là danh từ đếm được. My father is an artist. Câu hỏi đặt ra, nếu bình thường các bạn nói với chuyện với Tây, my father is artist, nó có hiểu không? Có hiểu. Nhưng nó sẽ đánh giá gì? Khác gì với có ân với không có ân? Nếu như không có ân thì cái tiếng Anh của bạn gọi là tiếng Anh broken English. Tức là tiếng Anh bồi, hiểu không? Là tiếng Anh bồi, ok chưa? Xong nha. Ông ấy làm việc cho một công ty. He làm việc, bởi vì he là danh từ gì? Số ít nên works phải thêm s. For a company. Anh thấy một số bạn để in a company được. Câu số 3, mẹ tôi thường thức dậy lúc 5 giờ sáng. My mother, số ít hay số nhiều? Số ít ạ. Rồi. Thường đúng không? Thức dậy, một số bạn để là wake up. Một số bạn để là get up. Ất đúng không? 5:00 AM. Có một số thằng ghi là 5 AM, o'clock AM, sai nha. Một là các bạn ghi là 5 AM, hai là 5 o'clock. Tức là gì? Hai cái từ đó nó không đi cùng với nhau. Được chưa? Một là các bạn để là 5 AM, hai là 5 o'clock. Được chưa? Rồi. Tiếp. Có một số bạn hỏi
Có bạn nào hỏi câu 1, câu 2, câu 3 gì nữa không? Không ạ. Không ạ. Không đứa nào hỏi wake up and get up khác nhau như nào ạ? À? À, khác nhau như nào anh? Vãi cực cứt. Khác nhau như sau. Thực ra Hiếu giải thích nó phổ biến hơn thì cũng không hẳn đâu. Get up là dậy rồi, ra khỏi giường rồi. Wake up là gì ạ? Ví dụ các bạn bị bất tỉnh, nó tát 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 vào mặt bạn, nó bảo wake up, wake up, wake up là gì ạ? Dậy, 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 dậy. Nhưng mà điện chỉ mở mắt ra thôi, được chưa? Ví dụ như là các bạn bình thường các bạn có người yêu rồi các bạn sẽ biết đúng không? Gọi người yêu dậy, ví dụ như các bạn dậy trước, gọi người yêu dậy sau, wake up, wake up, wake up là gì ạ? Dậy đi nào, dậy đi nào, dậy đi nào. Thì chỉ mở mắt ra thôi. Còn dậy làm cái việc gì trên giường kệ mẹ các bạn nhá. Đó là của các bạn. Còn get up thì là gì ạ? Dậy ra khỏi giường. Ok nhé. Câu số 4. Bà ấy đi chợ mỗi sáng. She goes. Thêm mẹ ad đúng không? Hôm trước dậy rồi. To the market. Một số các bạn tự tìm hiểu cái khác có the với lại không có the nhá. Tiếng Anh và Anh Mỹ cái đó không liên quan. Every, mỗi sáng là gì? Morning. Có bạn nào thắc mắc về câu 4 này không? Tôi không thích dậy sớm. I, chủ ngữ I đúng không? Do not like get up, getting up early. Tại sao phải getting up? Bởi vì cấu trúc của nó là gì ạ? Like, verb in, hoặc like to verb, khác nhau như thế nào? Like verb in làm như kiểu cái sở thích ấy, sở thích của mình thích ăn cơm, thích ăn cá cái gì đó. Like to verb là thích, nhưng mà theo cái kiểu là cái ước nguyện, ước muốn của mình ấy. Nó giống cái từ would like to ấy. Được chưa? I like to làm gì đó thì nó có nhá, không phải không có đâu. Câu số 6, lá rụng vào mùa thu. A leaf, đúng không ạ? Cái này là danh từ số ít, bạn để cũng thế cũng được, nhưng mà lá nó nói chung thì nó phải số nhiều đúng không ạ? Một số thằng để fallen là cái đéo gì? Mùa thu. Falls in fall. Fall này là rơi. Fall. Đây này, you stand in the free fall under the influence of gravity là gì ạ? Rơi dưới cái tác động của trọng lực. Đó, bạn không biết các bạn tra vào đây này. Chứ nếu bạn fallen đây này. Fallen là gì đấy? Verb, động từ, quá khứ phân từ của từ fall đây này. Nên bạn để fallen là hoàn toàn sai nha. Các bạn để fall autumn. Vâng, hiện đây. Ơi. Anh làm kiểu gì mà trên Word nó hiện lên cái từ điển tiếng Anh ấy? Hay là anh ấy sẵn ấy? À, anh làm chưa? Magical. Magical. Thật là magic. Được chưa? Phép thuật Winix nha. Cô ấy đi học bằng xe đạp. Ê, cái lý do ngày xưa em đi xe đạp em bị ngã đây mà. Thằng Thành thật là thâm thúy. She, đúng không? Số ít, bởi vì ngôi thứ 3. Ngôi thứ 3 số ít đúng không? Ngôi thứ 3 số ít thì động từ là gì ạ? Đi học. Goes to school. Bằng cái gì đó, phương tiện, xe đạp thì chúng ta dùng by. Câu số 8 này. Mặt trăng quay quanh. The moon. Hoa nở vào mùa xuân chưa anh? Câu số 8, hoa nở vào mùa xuân là gì? Flowers. Đừng có dơ với giờ vào đây nhá. Tao đấm vào mồm cho đấy. Không có dơ giờ thì hết. Flower. Bloom. In. Mùa xuân là gì? Spring đúng không? Spring ngoài ra nó cơ khí nó còn có nghĩa là lò xo nhá. Đây, check xem bloom có phải là động từ không. Đây. Bloom, produce a yellow flower, được chưa? Danh từ là hoa, sự ra hoa.
Không được có dư anh. The flower không. Những cái gì mà nói chung không ai biết đến nó là nói về cái nào, nó không dùng the nhá. Bạn chỉ dùng the, ví dụ tại sao nó lại nói là the man is writing on the board. Bình thường các bạn nghe sẽ thấy hay thấy như này đúng không? Bởi vì tại sao? Các bức ảnh đấy các bạn nhìn thấy chưa? Rồi. Có biết người đàn ông đấy là người đàn ông nào chưa? Rồi, một trong những người đàn ông trong ảnh nó gì ạ? Nó bị giới hạn về số lượng. Cái bảng thì biết chưa? Trong ảnh phải có. Được chưa? Hoặc là nếu như không dùng ở đây thì nó có thể dùng ở giờ ở đây nó chỉ dùng ở một cái bảng bất kỳ được. Ơ anh Phi ơi. Ơi. Em viết là nụ hoa trở thành hoa vào mùa xuân thì nó cũng có nghĩa là nở hoa mà anh. Có sai không? Sai chắc chắn luôn. Tao mà chấm một điểm luôn. Bởi vì sao? Nhưng mà sao lại sai anh? Tại sao lại sai á? Thế ví dụ như nói xạ hoa nở vào mùa xuân, mày đéo nói mày đi nụ hoa nở vào mùa nụ hoa trở thành hoa vào mùa xuân. Mày nghe tiếng Việt câu đấy nó đã ổn chưa? Tiếng Anh nó dịch thành tiếng Việt nó phải dịch theo ngữ cảnh như anh. Ngữ cảnh cái đầu mày thế, dịch từ với từ đấy, nó chính là cái gì? Nụ hoa nở thành hoa vào mùa xuân, tiếng Việt không ai nói như thế, đừng nói đến tiếng Anh. Không ai người ta nói như thế cả. Nếu em cố tình nói nhá thì người ta vẫn hiểu. Chỉ có cái người ta đánh giá tiếng Anh của em là broken English. Ok. Tức là các bạn cố gắng dùng những cái cụm nào mà làm sao mà người ta phổ biến nhất, người ta hay nói nhất. Chứ đừng, bản thân mình học ngoại ngữ ấy, tất cả chúng ta đều bị mắc một cái lỗi là gì ạ? Trình bày quá rườm rà. Nên là các cái từ bình thường nó đã rườm rà quá rồi, nên là tốt nhất là gì ạ? Ngắn gọn thôi. Ok. Ok. Sau này khi các bạn gặp người nước ngoài ấy, khi mà các bạn nói câu đấy ra mà nó đéo hiểu thì bắt đầu bạn mới thấy là anh Phi nói đúng. Chứ còn bây giờ nói đó thì trình bày thế nào thì được, giống như tiếng văn ấy, giống như tiếng Việt ấy, trình bày thế nào cũng được, miễn người ta hiểu. Nhưng mà người ta có hiểu không? Có những người nha, nói mãi người khác không hiểu đâu. Nên cả tiếng Việt cũng bạn cũng phải để ý nữa. Mặt trăng quay quanh trái đất, trăng là gì? The moon. Quay là gì? Các bạn dùng turns cũng được. Tôi tạm chấp nhận nhé. Around. Go around được không anh? Go được. Đi quanh mặt trăng. Thực ra là gọi là dùng fan ấy thì dùng turn với lại goes được nha. Evolve. Yeah, câu 10. Cô Anna dạy toán. Cô, các bạn dùng miss cho anh nhá. Mẹ đứa nào dùng missis tao đấm vào mồm cho đấy. Biết tại sao khác không? Cái câu 9 nhỉ? Cái câu 9 dùng cái từ orbit hay là cái gì đây này, cũng là quay mà, có được không? Quỹ đạo hả? Vâng. Rồi cha Google dịch nó đi orbit. Không, nhưng mà nếu như mà dịch cả ra cái từ orbit giờ cái gì đấy nó sẽ thành quay xung quanh, à quay cái đấy. Orbit around the earth. Đây này, nhớ này. Orbit kiểu quỹ đạo. Kiểu nó là quỹ đạo. Quỹ đạo. Quỹ đạo. Nó chỉ có nghĩa là đây này. Đây nhá, các bạn không biết, nếu như các bạn không biết từ gì các bạn phệt luôn lên trên cái từ điển này nó sẽ ra. Giống như là từ điển tiếng Việt mình không biết thì mình tra từ điển tiếng Việt đấy. Đây verb ông cho ra orbit the earth. Được, cái này được nha. Nhưng nó không có around nữa. Được nhé. Nhưng mà các bạn, tốt nhất là nên dùng những từ nó đơn giản hoặc là từ hay, orbit cũng được. Rồi đấy, kệ chúng này. Các bạn tại sao không dùng missus? Bởi vì là nghe nó rất là giả. Ít dùng, tránh ít dùng từ đấy ra. Người ta bị ghét, bị gọi là missus. Giống như kiểu là các bạn gặp bà nào mà các bạn không gọi là chị mà các bạn gọi là cô, nó đấm luôn là mồm bạn ấy. Anh trai tôi thường xuyên đọc sách ở thư viện. Anh trai tôi là gì ạ? My brother. My nếu mà ghi đúng nhá, older brother. Nhưng thực tế bọn Tây nó chỉ nói là my brother, nó đéo nói older hay gì đâu. Thường. Việt Nam chỉ nói là my bro thôi anh ạ. Cái gì? My bro. No, it doesn't say my bro. Không nói nha. Nó không nói my bro often study nha, my brother. Nó lại không nói my bro.
My bro nó giống như kiểu là anh bạn đó. Hiểu không? Hey bro, hey anh bạn. Kiểu Mà thế hiểu không? Thế ra là nói mà bro cũng được. Một cái câu dạng như kiểu anh trai tôi thường đọc sách ở thư viện thì nó lại không nói là my bro đâu. Bạn cố gắng bạn gượng ép bạn dùng my bro cho nó cool ngầu ấy thì thôi nó cũng đi vào lòng đất, cũng không sao cả. Usually đúng không? Often usually. Đọc sách là gì? Read có S nha, bởi vì là ngôi thứ ba số ít. Books nhớ phải thêm S bởi vì nó dành từ đếm được. Other library. Ok. Câu 12. Người ăn chay thì không ăn thịt. Do not hoặc là don't nha. Meat thì lại không có S đâu nha. Meat danh từ không đếm được. Có ai có thắc mắc câu gì không? Thắc mắc thì hỏi luôn nhá. In the được không anh? In the library. Nếu các bạn không biết các bạn tra library in a sentence được chưa? Rồi. Thì các bạn tra tiếp the library ở đây nó có in đây. Có in nhá. Hình như là in đấy. Hình như là văn anh và anh Mỹ ấy. Được nha, được nha, in được. Đất được, in được. Nghĩa là không khác nhau là mấy. Câu 13 tôi không biết cô ấy. I don't know her. 14. Cô ấy không biết tôi. She doesn't know me. Thế ví dụ anh nói know me này được không? Không ạ. Tại sao không? Không. Vì sao trả động từ không bởi vì cái từ do nó đã chia rồi nhá, chia es đây rồi thì động từ này nó không chia nữa, nhớ thế cho nhanh. Trong câu chỉ có một động từ được chia thôi. Cái thứ hai nó đang báo lỗi ngữ pháp đây này, cái kẻ xanh này này. Câu 15 này. Nhiều loài động vật không ăn cỏ. Many. Ừ, many cho nó nhanh. Có ai thắc mắc câu nào thì cứ hỏi nha. That. Dùng xăm được không anh? Xăm không được. Ở trong ngữ cảnh này nó dịch là nhiều. Còn nếu như là một vài cơ. Thực ra nhá, nếu như là dịch gọi là sát nghĩa hơn ấy, thì các bạn phải dùng many. Còn nếu các bạn dùng some câu này ấy, gọi là nếu mà khách nó, nếu mà bạn đi dịch nhá, khách nó không không khó tính ấy, thì được. Được chưa? Một vài ấy. 16. Dùng some tạm chấp nhận được ở trong câu này nhá. Nhà hàng đó không mở cửa vào chủ nhật. That restaurant John
Các bạn thắc mắc câu nào các bạn cứ hỏi nha. Bình thường cửa hàng có mở vào thứ bảy không đúng không? Thì bạn hỏi là gì ạ? Cửa hàng là số ít đúng không? Câu trả lời gọi là tự nhiên nhất nó sẽ này. Cửa hàng dùng nhà hàng cũng được anh. Cửa hàng Shop, 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 shop. Shop đấy nha. Do you store. like shop hoặc store được nha. Do you like what? Do you like apples? Có một số bạn bảo là Apple không ghét có được không? Không được nha. Ừ. Carol uncountable. Cái cụm này các bạn liên quan đến các bạn thử tra nhìn vào đây nó sẽ thấy ra mà. À, hình như nó là một câu tỏ tình đúng không? Do you like Đây này, các bạn xem những cái nào mà nó có nhiều cái kết quả hơn ấy. 3, 9, 1, 1 đúng không? 3, 9, 1, 0. 2, 2 nghìn luôn này. Cái này kết quả nhiều hơn này. Hiểu không? Do you like apple? Do you like... Đây này. Khơi câu này nó nói đây này. This question include all types of apples, so it's general. It's whether you like one type. Tức là cái câu này ấy, nó bao gồm tất cả các loại táo. Nó không nói lại táo cụ thể nào. Nên là cả kể các bạn có thích một loại thôi thì các bạn phải là gì ạ? Do you like apples? Có số nhiều ạ. Hiểu chưa? Bạn ghi the apple doesn't fall far from the tree. Bố nào con nấy. Ghi cái này bảo nhau nó thường là nó chê nó mỉa mai ấy. Bố nào con nấy, mẹ nào con nấy. Đây này. Nói rằng gì ạ? Bọn trẻ con này thường giống phụ huynh, đặc biệt là trong một cái cách là nó xấu, tức là chê nó đấy. Đúng rồi, bố nào con nấy ấy. Thằng bố nghiện rượu thì thằng con nghiện bia, ví dụ vậy. Ok chưa? Khiếp mẹ, trong Vương quốc Anh mày học hành kiểu gì kia, mày nằm e ra giường thế. Tất cả các bạn bật mic lên, à, bật 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 cam lên tao xem nào. Nhanh. Thằng Thiên Vũ, Phạm Thị Lan. Học hành cái kiểu gì mà nằm e hết cả ra giường thế. Lan. Rồi ok. Cảm ơn các bạn. Kinh thật đấy. Học toán hẳn hoi và không ngủ mẹ mất đấy. Rồi tắt cam đi, nhìn chúng mày kinh lắm. Dám học viên của mình đứa nào nó cũng xinh đẹp thì tốt. Hai hai, họ có nói tiếng Anh không? Được chưa? Có ai thắc mắc câu nào nữa không? Câu 24 ạ, data dog is
Ai thắc mắc gì không? Cái chỗ câu 24 ấy ạ? À? À câu 25. Ít không chia ạ? Là ít không chia ạ. À, tôi Có thấy đặt nó câu chia hỏi. rồi đây không? Sorry, Có thấy nó chia rồi đây không? sorry thầy. Dạ, em thấy rồi ạ. À. Có ai hỏi câu nào nữa không? Câu 24 không có từ OR đấy cũng được không? Được. Nhưng nếu mà để sát với bản gốc nha, nếu mà các bạn mà đi dịch thì các bạn lại phải older brother nha. Không ai đi dịch đâu. Đừng có nói là sau này có phải đi dịch hay không, cái đấy không ai biết được trước đâu. Được chưa? Có ai có thắc mắc gì nữa không? Không ạ. Không anh ơi. Rồi những cái này học rồi tao không dạy lại nữa nha. Ui thì quá khứ đơn quá dễ luôn. Chưa? Động từ có dạng thì quá khứ đơn có dạng như sau này. Chủ ngữ cộng động từ thêm ed hoặc là bất quy tắc. Irregular, regular là bình thường đúng không? Irregular là không bình thường, tức là bất quy tắc. Được chưa? Cộng tân ngữ phủ định chủ ngữ đứt trần verb o đứt s of o câu đầu ngữ. Các bạn nếu các bạn học thuộc nắm chắc được cái thì hiện tại đơn thì các bạn sẽ học được tất cả các thì đơn khác một cách dễ dàng. Ví dụ đây có phải thì hiện tại đơn không? Đúng chưa? Khi nào thêm s, khi nào thêm es thì cái đấy là ngôi thứ ba số ít đúng không? Bây giờ chuyển sang quá khứ này, s cộng verb ed hoặc irregular anh viết tắt. Thế thôi. Tức là động từ nó vẫn chia, nó khác với hiện tại đơn ở cái thể khẳng định là gì? Tất cả các động từ đều thêm ed hoặc là bất quy tắc. Chủ ngữ là gì đi chăng nữa nó vẫn chia, được chưa? Còn ở trên thì hiện tại đơn chỉ thêm s và es vào những cái thứ ba số ít thế thôi. Nó chỉ khác như thế thôi. Ví dụ như sau, he ate an apple. Yesterday. Được chưa? Cả cái này nó là they thì nó vẫn là ate. I thì nó vẫn là ate. Được chưa? Đấy là bất quy tắc đấy. Cái này là ít đấy. Chuyển sang cột 2. Thế bây giờ, ví dụ, bây giờ có quy tắc như thế nào? They lived in Thái Nguyên hiểu là gì? Một là họ từng sống ở Thái Nguyên rồi bây giờ họ không còn sống nữa. Và hai là họ chết mẹ rồi. Được chưa? Chúng ta dùng thì quá khứ đơn để nói cái gì đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ. Không có liên quan đến hiện tại nữa. Chưa? Rồi, bây giờ câu phủ định. Thì có phải là câu phủ định của thì hiện tại đơn nha. As, do not này, được chưa? Hoặc là does not cộng với lại verb không? Thì khi mà cái gì ạ? Khi nào thêm s hoặc es đúng không? Thôi thứ ba số ít thì sẽ thêm es thì cái động từ này thêm es đây. Does not đi với ngôi thứ ba số ít thế thôi. Còn ngôi thứ ba số ít là gì? Là she, là he, là it, là danh từ. Fuck. Số ít. Hoặc là danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được nó xếp vào chung cái này để nó chia động từ thôi nha, chứ không phải là danh từ không đếm được lại là số ít đâu nhá. Đã không đếm được thì không có số ít số nhiều gì cả. Đấy chưa? Đấy là những khi mà nó sẽ chia. Còn ở thì quá khứ là gì ạ? Có phải là đây anh bôi xanh cái này cho các bạn dễ nhìn. Bôi đỏ đi.
Thế có phải cái do này là phải chia đúng không? Do trong quá khứ là did. Làm sao biết? Tra bảng. Bảng nào? Tí nữa ta sẽ dạy. Thế có phải did not như nhau không? Nó chỉ có một dạng thôi. Hoặc nếu đéo biết thì đây. Tra từ điển. Nhìn đây. Auxiliary verb past tense là did. Được chưa? Quá khứ phân từ là done. Third person singular, ngôi thứ ba số ít ấy, thì là does, đọc là does hoặc là does. Được chưa? Did, done, does, does. Ok chưa? Tra vào từ điển thấy ngay. Có những từ mà các bạn sẽ không biết đâu, bởi vì là các bạn không gặp bao giờ ấy. Thế có phải là, đây. Đấy là phủ định đúng không? Thế còn câu hỏi thì có phải là do, trong hiện tại đơn ấy, da, s cộng với verb đúng không? Thêm câu hỏi chấm và did. Thì khi nào là chia cái này? Thì ngôi thứ ba số ít thì sẽ chia là does đúng không? Bởi vì động từ do thêm s thôi mà. Về cơ bản là thế. Thế là chia trong quá khứ là did. Được chưa? Do does chia thành did hết. S cộng verb hỏi chấm. Ví dụ câu phủ định đây này. Anh ấy không, họ không sống ở Thái Nguyên. She thì cô ấy đấy, did not. Hoặc các bạn ghi là didn't. Đọc là didn't nhé, đừng có đọc là didn't. Đéo hiểu ngày sao. Ngày xưa toàn đọc là didn't. Live in Thái Nguyên. Rồi, bây giờ vấn đề đặt ra. Thế cái động từ live này có chia thêm ed nữa không? Câu trả lời là không, bởi vì sao? Như tao nói từ ban đầu, trong câu một động từ được chia thôi, đấy chính là đứt đã chia rồi thì ly không chia nữa. Ok chưa? Rồi. Bây giờ hỏi, cô ấy có từng sống ở Thái Nguyên không? Đúng không? Dễ dàng. Họ cũng được. He cũng được. Có là did I live in Thái Nguyên không? Có khi nào đưa ra câu hỏi này không? Có, chắc là lúc mà bị mất trí nhớ. Chuẩn luôn. Did I live in Thái Nguyên? Thực ra là đôi khi nó did I nha. Did I give you my car key, hoặc là did you give me my book? Did I give you my book? Ơ, tao đưa sách cho mày phải không nhỉ? Hiểu không ạ? Thì nó sẽ dùng câu này được nha. Did I give you my book? Did I saw you yesterday? Did I see you? Sorry. À, đã báo cho chúng mày một tin buồn là bản thân tao ấy khi nói viết thì không sao nha, nhưng mà khi nói rất hay bị nhầm. Tức là gì? Tao sẽ chia mẹ nó cả hai động từ. Did I saw you này luôn. Anh không khuyến khích các bạn bắt chước cái lỗi sai đấy nha. Nhiều khi anh nói anh bị cuống ấy, là anh hay bị chia cả hai động từ. Ok, đến đây hiểu chưa? Có đứa nào không hiểu thì hỏi nhanh lên. Các bạn có 5 phút để hỏi. Dạy học bài các em ơi. Ngủ hết rồi à? Không hỏi anh ơi. Không có câu gì nha. Mẹ để lúc mà làm không được bài cho táng vào mồm cho nên lại kêu. Đây. Ui xa, nguyên tắc thêm đuôi ed. Quá tầm thường. Đây. Những động từ bạn cùng bằng nghe, ta chỉ việc thêm d đúng không? Có hai cách. Ví dụ từ leave như thế này. Có hai cách. Một là thêm d. Hai là leave như thế này ấy. Thì các bạn bỏ e đi, thêm ed vào. Được chưa? Đó là các cách thêm d. Tiếp. Cái số 2 này, tận cùng là y dài. Trước y dài là một phụ âm. Ta đổi y thành y ngắn rồi thêm ed. Ôi trời ơi, có mệt không? Các bạn có nhớ cái từ try hôm trước không? Try này này. Khi mà ngôi thứ 3 số ít ấy, thì chúng ta gì ạ? Y dài thành y ngắn và thêm es.
cái từ try này nếu trong quá khứ thì sẽ là tried này. Ít ra thì in ngắn thêm ed được chưa? Được chưa? Cái này mới khó này. Những động từ đơn âm tiết tận cùng bằng phụ âm nguyên âm phụ âm ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm ed. Ôi ôi. Được chưa? Như này cho nó nhanh này. Những động từ đơn âm tiết mà có dạng uể oải cộng với một, cái này là nguyên âm hay phụ âm? Thì bạn gấp đôi phụ âm thôi. Thế ví dụ như này, nói thế là nó phức tạp đúng không? Step đúng không? Nhìn nó có vẻ vãi, gấp mẹ chữ P lên. Rồi. Từ stop. Dừng, gấp đôi lên, nhìn nó trước nó có vẻ vãi đúng không? Gấp đôi nó, cái phụ âm nó lên. Rồi, xong. Đơn giản, không có gì cả. Có ai thắc mắc gì không? Quốc Anh thắc mắc không? Đấy, mẹ cứ ngồi. Không anh ạ. Rồi. Học là phải hiểu nha. Anh nói rồi, học là phải hiểu, không hiểu thì phải hỏi, mà đã hỏi là phải hiểu, mà đã không hiểu thì đừng có hỏi. Anh ơi, anh cho em hỏi về cái phần phát âm đó. Thì khi mà thêm nghe đi vào gấp đôi phụ âm cuối thì phát âm như thế nào? Bạn có học từ đầu không? Ai vừa hỏi đấy? Em Hùng ạ. Ờ, rồi. Mai có học, à Hùng không học từ đầu đúng không? Rồi lát nữa anh sẽ hướng dẫn lại cái đó, không sao cả em ạ. Rồi, thế động từ hai âm tiết này, đúng không? Mà có cái đằng sau trước nó lỏi bài thì cũng phải gấp đôi nó lên nhá, nó tính là tính trọng âm đấy. Permit, admit, regret, đó là permitted, permitted, regretted, ok. Thì đây nha, ok chưa? Xong này, ví dụ như open, trọng âm rơi vào đâu? Một hay hai? Quốc Anh. Dạ. Trọng âm open rơi vào một hay hai? Một ạ. Rồi, thế thì khi em thêm ed chúng ta làm sao? Không phải gấp đôi chữ n nữa. Không gấp đôi chữ n nữa. Bởi vì nó không rơi vào trọng âm. Cái bài bài ấy, nó không rơi vào trọng âm. Nhưng từ permit thì lại là một cái khía cạnh khác. Permit, I'm sorry. Permit. Thì trọng âm rơi vào hai đúng không? Động từ. Thì khi thêm ed ta lại phải gấp đôi. Ok chưa? Không có gì khó khăn cả các bạn ạ. Rồi tiếp. Bây giờ quy tắc đột quy ed. Thứ nhất, nếu có tờ hoặc đờ chúng ta đọc là ật. Ví dụ wanted, visited, decided, added, provided, permitted, posted, predicted. Ok. Đọc là t. Với các động từ có tận cùng một trong các âm P, K, F, S, F, sure như thế này. Ok chưa? Stopped, walked, laughed, missed, watched, watched. Đó. Đọc là D với các âm còn lại. Played, studied, opened, closed, planned, moved. Đó. Thấy không ạ? Rất dễ. Đây, anh sẽ dạy cho các em một bí thuật mà không ai biết ngoài anh ra, để mà các em có thể. Cái đéo gì nhỉ? Để mà các em có thể dùng để đi lòe thiên hạ, sau này biết đâu lại đi dạy. Đúng không? Đây là cách đọc nhá. Ngày xưa các bạn học thì anh cũng đã dạy rồi đấy, nhưng mà anh tổng hợp lại cho các bạn dễ nhớ. Khiếp vãi cứt.
mất một tiếng rồi. So sánh như này các bạn dễ hình dung hơn này. Một là khi có tờ, có d cộng với ed thì đọc thành id. Ví dụ wanted, decided. Ok, xong nhá. Khi nào thì thêm s. Cái này đặc biệt đi, khi nào thì thêm s. Tức là biến thể của s đúng không? Hôm trước ta bảo đúng không? Nó tính là tính cái phiên âm nhá. Rồi cái phiên âm này nữa. Đó. Và đó là ba phiên âm đúng không? Hoặc là biến thể của Z. Rồi này. Để ghi để các bạn không nhầm. Cái đúng không? Cái này đọc là cái này đọc là z. Thì tương đương với cái này nó có một âm z. Ví dụ như âm và âm tiếp theo là âm biến thể của change. Tao nói trước nha, những cái phần này liệu hồn mà học cho đàn hoi thực tế, đến lúc sau này mà vào bài mà vẫn hỏi tao, tao táng cả mồm cho đấy nha. Rồi các bạn thấy đấy, thì cộng với es và đọc là is. Cái bài buổi ngày hôm trước tao dạy rồi, đứa nào không xem thì kệ mẹ chúng mày. Ví dụ kiss thành kisses đúng không? Wash thành washes, watch thành watches. Step ví dụ như là rise thành rises. Giờ này thì ít gặp, anh bỏ qua này. Change thành changes. Ok chưa? Khi động từ đi với ngôi thứ ba số ít mà kết thúc bởi những âm này, đây ví dụ kết thúc bởi âm s, tính phiên âm nha, thì chúng ta sẽ thêm es và đọc là is. Ví dụ ban đầu nó đọc là kiss thì chúng ta thêm es đọc là kisses, kisses, sorry, kisses. Ban đầu chúng ta đọc là wash thì thêm es chúng ta đọc là washes, watch thì thêm es chúng ta đọc là watches, kiểu như vậy. Rise, rises, change, changes. Ok, xong này. Thế đây là những cái đặc biệt thì chúng ta nhét vào một góc này, đúng không? Cái tiếp theo, cái mà cộng thêm s ấy, thì hôm trước anh dạy là gì? P, đúng không? T, gì nữa? K, P, F, anh xin lỗi. P, T, K, F và cái này này. Đúng chưa? Thì cộng thêm s và đọc thành s. Ví dụ she stops thì chúng ta đọc stop như vậy được chưa? À, tờ thì có cái t
tờ gì nhỉ? Đó, kiểu như vậy. Đây, anh ta lấy ví dụ này, chúng mày nhớ cho tao trang 16 nhá. Đéo đâu nhỉ? Đây, visit được chưa? Walks rồi. Pờ tờ KF. Đó, ok chưa? Pờ tờ KF. Đó, cộng S thì đọc là S đúng không? Visit này, visit. Walk. Đó, đọc for laughs. Và cái đéo thì đọc là xanh hay cái gì nhỉ? Miss. Điên à, cái này là hay. Miss này là danh từ mà thằng Thành Hâm này. Danh từ mà đâu phải động từ đâu. Nó bị nhầm sang danh từ đấy. Đây, bath. Tắm. Danh từ là bồn tắm, động từ là tắm. Tắm cho chó chẳng hạn. Breathe, thở. Đó, đây là danh từ này. Đây là động từ này. Đấy. Bath. Nếu mà thêm có S ấy, bath. Đó. Ok. Rồi, quay lại cái này. Được chưa? Ở bên này thì chúng ta sẽ có cái gì? Cũng có pờ. Đây này, thêm ED đây này. Trang 16 nha. Đây đúng không? Cái đeo gì nhỉ? Đây, ID đọc là tờ với những cái này. Pờ, đúng không? KFSFBL. Thì phải cũng có pờ đúng không? Tờ thì bị xuất hiện chưa? Tờ bị lên lấy lên trên này rồi. Không còn tờ nữa. K có không? Có K. K có K. F có không? Có F. Đấy. Đây chưa? Đúng chưa? Giống chưa? 3KF rồi. Thế bây giờ cái âm này ấy, đấy chưa? Nó bị biến thể thành cái gì? Thành các biến thể của S. Đúng không? Cộng với ED thì chúng ta đọc là tờ. Ví dụ hey, walked. Đó, walked to một số từ. Ví dụ từ naked. Thì các bạn không phải học từ này, bởi vì thực ra naked là bị quả thân ấy, nó chả bao giờ nó lắp đâu. Ít, các bạn ít gặp ở gọi là văn thi, văn đời sống hàng ngày thì có. Rồi. Thì các bạn lưu ý là gì? Ở cái thêm ES này ấy, thì nó có biến thể của Z nữa. Đây. Ta bôi vàng, bôi đỏ vào đây cho chúng mày dễ nhìn. Nhưng ở cái đuôi này đọc là tờ thì nó lại không có biến thể của Z đâu. Mà chỉ có biến thể của S thôi. Đấy chưa? Ba cái PKF thì như nhau, không có gì. Còn lại ở cái phần đuôi này là còn lại đọc là D. D phiên âm ấy nhá. Còn lại đọc là D. Xin lỗi, nhầm. Cái nào có Z. Đó, các bạn chỉ cần thuộc cái bảng thần thánh này thôi thì các bạn đã có thể phát âm mà không ngượng mõm. Được chưa? Đó, đầu tiên anh nói lại này. Iz khi mà biến thể của S và của Z cộng thêm ES thì sẽ đọc là is. Rồi.
Còn tờ với ed, thêm ed thì động từ kết thúc ở những cái này ấy, thì đọc là ed, ví dụ wanted, decided. Các cái âm sau p t k f nó luyện nhiều nó khá quen. P t k f, p t k s đó, mãi nó sẽ quen mồm. Cộng với s thì chúng ta đọc là stops, visits, walks, laughs, ví dụ như vậy. Bây giờ p t à t nó bị lấy mất rồi, không còn t nữa. K f s đó, đến f đúng không? Đáng ra là đến s, nhưng nó bị biến thể của s. Cộng với ED thì đọc là t, đó, còn lại đọc là z, còn lại đọc là d, hết, được chưa? Đó, dễ dàng, đơn giản, không có gì khó khăn cả. Có ai thắc mắc gì nữa không? Ê, 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 các bạn ơi, các bạn trẻ ơi, thắc mắc gì không? Không anh ơi. Không ạ. Không, đơn giản. Anh dạy thế có bị chậm quá không? Để tao đẩy lên cho nó nhanh. Được rồi anh ạ. Cứ vừa vừa. Rồi, cách sử dụng này. Cái phần này nó đơn giản lắm. Kể lại một sự việc đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ. Kể lại chuỗi hành động xảy ra liên tiếp nhau trong quá khứ. Mô tả một hành động xen giữa một hành động khác đang xảy ra trong quá khứ. Các cái trạng từ yesterday, ngày hôm qua, tuần trước, tuần tháng trước, năm ngoái, 3 năm trước. Tóm lại là cái ago với cái last này nó sẽ dùng cho quá khứ đơn đã xảy ra rồi và chấm dứt hoàn toàn, không liên hệ gì với lại tương, với lại hiện tại hoặc tương lai nữa, thì nó là quá khứ đơn, các thì đơn nhé. Các bạn cứ nhớ cho anh, các thì đơn là các thì mà đã xảy ra chấm dứt hoàn toàn hoặc nó mang tính bền vững. Ví dụ như hiện tại đơn mang tính bền vững luôn, được chưa? Quá khứ đơn là đã chấm dứt hoàn toàn. Thì tiếp diễn là đang xảy ra, đang diễn ra tại thời điểm. Ví dụ quá khứ đơn thì tại thời điểm trong quá khứ, hiện tại đơn tại thời điểm trong hiện tại, tương lai đơn tại thời điểm trong tương lai. Còn thì hoàn thành là xảy ra tại thời, thôi được rồi. Đó, tóm lại đơn và tiếp diễn là hiểu như thế đã. Còn sau này học đến thì hoàn thành thì ta sẽ phân tích tiếp theo, nó quá là đơn giản luôn, cái cây tiến trình của nó không có gì hết. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chia này. I leave gì thêm. Ở đây anh gọi nhá. Kiều Dương Lập chia có 1. Có ạ. Là chia câu 1. Thêm I leave the. Thêm gì? Thêm ED ạ. Thêm ED, tức là nó sẽ chia như này đúng không? Thêm D ạ. Các anh có hai cách, một là thêm chỉ thêm D thôi, hai là gì ạ? Bỏ E đi, thêm ED vào. Đấy, anh muốn làm nào? Thêm D ạ. Dạ, y như nhau. Vâng. Không có gì khác cả. Rồi, tiếp. Bạn Lâm Nguyễn. Đất. O này y đấy. Ngồi trên giường. Em cũng không biết phát âm ạ. Cái gì? Hi chất. Đất. Rồi, hi chất. Đúng rồi. Câu tiếp theo. Câu số 3. Bạn Long La. Meet. Sai. Sai. We first met. Met. Quá khứ của meet là met. Sao biết? Tra từ điển nó nhanh. You. Meet, met, met đúng không? Ngày xưa mẹ chúng là không học cái đấy à. Meet, met, met. Đây, nhìn thấy đây. Quá khứ của nó đây. Past tense, past tense. Sẽ là gì ạ? Met nha. Met, đọc là met. Đứa nào ghi cái gì đây? Long ngu, tao tắt mày phát địch mẹ Dương Minh Đức, tao gọi luôn. Tao xem câu nào khó tao gọi. Chửi bạn nha. Câu 24. Dương Minh Đức. Khiếp, bố nào gần quá thì em phò 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 như đang phạch nhau vậy. Thằng Cao Nguyên kìa. Câu 24 anh. Câu 24 là
Câu 24 là nhanh lên. Was anger. Was 3 chữ hay 4 chữ? 3 chữ anh. Was. Đúng chưa cả lớp? Đúng rồi, nên là nó chửi thằng Long ngu là đúng mẹ rồi đấy. Yeah, was pet. Pity there, yeah, pity nó là tên người, số ít, nên là was. Này, còn số nhiều thì chúng ta dùng was, were kia. Đó. Rồi, tiếp. Câu số 3 xong rồi này. Câu số 4, bạn đến nhấc cửa. Có bao nhiêu anh Phí? Em vừa bị mất mạng. Câu 4. Mày lại còn giống con Mỹ Anh, mẹ lại vừa học vừa chơi. Câu 4 là Alexander Graham Bell invented the telephone in này là 75 dear. There it's not the because it's after it is there is no vowel. Tức là không có vẻ ngoài thì chúng sẽ đọc ở the. Còn có vẻ ngoài chúng mới đọc gì? Ví dụ the apple. Ok, chúng đọc là the. Invented, đúng rồi. Đoàn trọng hướng, câu 5. Câu 5. The one who cái gì trước em đi anh? Two. Hai thì còn đéo rồi nữa mình. Thế nhỉ? The world war to the world end. War. War. World. World war. Lại lại đi. World war to end in 1941. Ended in 1941. Okay. Ok. Đúng rồi đấy. Dương Đình Kiên. Em đây ngồi. Joe didn't study in this university. Đọc lại từ university. University. Các bạn học phát âm rồi, các bạn học đọc cho nó hẳn hoi thực tế nha, không người ta ỉa vào mặt tao đấy. Vâng ạ. Rồi, Dương Minh Đức. Đức. Đức có nghe thấy anh nói gì không? Em à anh. Alo. Vâng ạ. Em thì mãi không thấy, cứ bật mấy câu anh. Để. Có bao nhiêu? Có bao nhiêu rồi anh? Đi cụ mày không theo dõi bài mà bây giờ nói có bao nhiêu? Em vừa mới đi ấy thì. Đi đéo đâu? Học hành như thế. Ngồi. Này, một. Ta nói trước cái tình hình dịch bệnh như này đéo biết bao giờ mới thi được đâu. Chúng mày học không phải nói thực tế. Ví dụ thì mẹ cùng đợt đấy mà tháng 4 nó thi được rồi. Các bạn tháng 5 đéo thi được. Vì sao? Vì Covid nó xảy ra bất ngờ. Thế bọn tháng 5 đấy lại bị lỡ đầy đứa đéo ra được trường. Nên là gì ạ? Cơ hội đến chúng ta phải đớp ngay. Chứ chúng mày nhá, học hành không phải nói thực tế mà đến lúc mà đéo thi được ấy, mà bọn khác nó thi được rồi ấy, lúc ấy đừng có trách tao. Cùng một lớp mà nó thi được trước. Cái thứ hai là bây giờ ấy, nó còn dễ nha. Sau này mà nó đổi đến 4 kỹ năng, tức là có phần gì ạ? Viết chẳng nói nữa, chúng mày còn đéo thi được ấy. Cả cái nếu chúng mày không đéo thi đúng không? Ok, tao dạy, nhưng tao sẽ thu thêm tiền. Và kỹ năng viết đây này, kỹ năng viết đây, các bạn dịch bài đây này. Và kỹ năng nói của các bạn, anh sẽ thu ít nhất là gấp 3 học phí của cái học phí hiện tại. Bởi vì để đào tạo một người thi được nói và viết, mất công sức gấp 3 lần. Vâng ạ. Em chưa có bao nhiêu anh? Em
ơi, em chia câu số 7 giúp anh với. Vâng ạ. Câu 27, số 7 là my father didn't have a time to help me with the homework. What the fuck? Listen, my father didn't have time to help me with the homework. Hiểu không? Didn't anh. I didn't. Bạn nói em căn thứ bật cho nó đàng hoàng là my father lè cái lưỡi ra. Did not hoặc didn't have time. Time bật hơi. To help có âm là me with the homework. But my father didn't have time to help me with the homework. Ví dụ vậy. Vâng ạ. Chứ học phát âm xong rồi cũng như đọc như cái bọn nó không học, thế thì chúng mày học để làm cái gì? Bây giờ các bạn phải khát bọt, nhổ ra bọt phải xanh lè thì các bọn khác nó mới sợ. Chứ còn bây giờ mẹ đi học xong rồi phát âm cũng vẫn như cướp chết à, thì lại thành cái gì Jessica à? Rồi, câu số 8. Bạn nào đến lên bạn nào nhỉ? Dương Hồng. Em ạ. Nam is the monitor of the class when we anh che mất rồi anh đéo cần cái chỗ high school mày we chuyển đi chuyển thành à em sửa lại à Nam vua giờ còn chỗ quy ghi em cũng chuyển thành vua à, không quen vua mà bốn chữ again Nam was đó ạ đọc Nam was Nam was mày điên à was điệt mẹ đọc was quên rồi nha. Ê các bạn ơi, anh biết là một số bạn cũng đéo thích anh đâu, nhưng mà nếu mà giả sử có giới thiệu bạn bè mà đến học ấy thì nhớ nó bảo học từ đầu nhá. Mẹ sau này tao đỡ mệt khi mà gọi là sửa phát âm của các bạn rồi là không biết đọc tờ, không biết đọc ép các thứ cho nó tao đỡ mệt, hiểu không? Tới đây này, đáng ra là tháng 5 bên anh có mở lớp đấy các em ạ. Tuy nhiên là do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên chắc là phải chuyển sang tháng 6. Nếu các bạn có bạn bè nào muốn học thì nhớ giới thiệu ngay từ đầu nha, tao đỡ mệt. Đọc lại này, cả lớp was. Rồi, số nhiều này, were. Rồi. Were. Ok. Anh cảm ơn bạn Hồng. Anh sửa lại câu này này. Nam was the monitor of the class when we were in high school. Đúng không ạ? Nam was the monitor of the class when we were in high school. Rồi, câu số 9. Bạn Hạnh Nguyễn. Phil started learning Chinese in March. Chinese. Trong âm Japanese. Nói âm Chinese in March. Phil started learning Chinese in March. Chinese in March. Ok, hiểu chưa? Tôi phải nói âm nha. Rồi, cảm ơn bạn Hoàng Dân. Dân có nghe thấy anh nói... Em đây ạ. Cái gì em? Em đang đi ỉa. Em đây ạ. À, câu 10 em ơi. I not be... I wasn't there because I had to help my mother with the homework. Really? With the housework? It's not the homework, dear.
You cannot help your mother with the homework. Yes, actually you can. No. But it just doesn't happen that way. Anyway, because I had to, yeah, các bạn phải chia về như này bởi vì là have động từ bất quy tắc. Được chưa? I was not there. I wasn't there because I had to help my mother with the housework. Rồi. Bạn tiếp theo, bạn Kiều Dương Lập. À, có ạ. À, did he call you ạ? Did luôn đó hả? Did. Đọc nào. Did he call you? Yeah. Call. Did he call you? Not call, it's call. Call, yeah. Did he call you? Call you, nói âm ấy, kiểu vậy. Call you. Did he call you? Kiểu vậy. Did he call you? Kiểu đúng là xong rồi này, bạn Lâm Nguyễn. I didn't drink any beer last night. Lại. I didn't drink any beer last night. Vậy, good. Thằng nào nhận hát âm mày đấy. Lâm ơi. Dạ. Thằng nào con nào dạy phát âm em đấy? Ngày xưa mày học buổi thứ bao nhiêu? Từ buổi thứ hai. Thế thì phải có phát âm rồi chứ. Vâng. Mẹ thế mà I didn't. Didn't mày. Didn't. Đọc lại didn't ấy. Didn't. Didn't. Didn't mà. Didn't mà ẩn mà. Vâng. Didn't. 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 I didn't drink any beer last night. Lại I didn't nào. Drink. Không phải drink nha, drink. I didn't drink any beer I last night. I didn't drink any beer last night. I didn't drink any beer last night. Beer. Beer. Có rồi, last cuối. Night. Drink any. Nói âm. Drink any beer drink last any. Night. Drink any beer last night. Last có S. I didn't drink candy beer last night. Last có S. Last night. Các bạn lưu ý này, khi mà các bạn nói I didn't drink candy beer last night, không phải là drink mà drink can luôn, nối âm luôn. Đó. Rồi bạn Long La nào. Câu đúng không? Anh cho lên đi. Câu 13 đây thế. Em tưởng câu 12 chứ. No, câu 12 xong rồi. À. Wake đúng không? Wake it up anh ạ. Đấy. Chúng ta không biết thì chúng ta lại tra từ điển. Woke. I woke up. I woke up last morning. Late this morning. This morning. Again, I woke up this. Sorry, I woke up late this morning. I woke up late this morning. Late không có s. I woke up late this morning. I woke up late this morning. Kiếp mày đọc nghe nó kinh quá, đọc lại này. I woke up late this morning. I woke up late this morning. Late không có s. I woke up late this morning. I woke up late this morning. Ok, tạm được. Các bạn khác trong quá trình đấy thì tự đi mà nghiên cứu nha, chứ không phải là tự đi mà tập. Không phải là anh ấy không gọi mình thế là mình không phải đọc. Dê. Nam Đỗ nào? Em đây ạ. Đọc. We did not use the computer that night. Gì đấy? Đọc lại nào. We did not use the computer that night. Cả lồn. Ngày xưa ai dạy mày tiếng Anh phát âm đấy? Dạ.
Nó sẽ ai dạy mày tiếng Anh phát âm đấy? Em không biết được. Tự học à? Vâng ạ. Em học bảo từ buổi thứ bao nhiêu đấy? Em học tận buổi thứ 5, thứ 6 cơ. À thế à, thế thì không sao. Bây giờ anh sẽ sửa phát âm cho em để sau này người ta khỏi yếu mặt anh này. We did not. Đọc nào. We did not use. You. Có S, có Z nhá. Use. You. The computer. The computer. 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 Cho nó dùm 2. Last night. Last night. Ôi dồi ôi, last night. Last night. Last night. Last night. Last. Last. Mày quê ở đâu ấy? Bắc Giang anh, à Hà Nội. Ôi dồi ôi, Bắc Giang. Đọc lại cả câu này. We did not use the computer last night. We did not use the computer last night. We did not use the concept. Use. We did not use the computer last night. We did not use the computer last night. Bạn nào đang ở trên trường không? Lớp mình có ai ở có trên anh. Trường không? Có không. Mày qua mày đâm chết tao đi. Mày qua mày đâm chết. Mày đâm chết tao phát. Đêm qua đây. Cho anh cái địa chỉ anh em. Trời ơi ngõ 975 đường 32. Trời ơi. Ok, anh ra cổng luôn đi. Ra cổng bây giờ phải đeo khẩu trang đấy. Công an đang kiểm tra đấy. Câu 15. Nguyễn Minh Phương. Phượng. Có anh ạ. Có đéo rồi, tao nhìn cái tên thì tao mới ấy. They live in Paris. Đọc lại nữa. They live in Paris. Chia như thế nào? Thêm D anh. Thì đọc thêm D đúng không? Đọc là the lived. Thì nó phải nói âm với từ in chứ. Lived in Paris. Đúng không? They lived in Paris. Paris. Được chưa? Live in Paris. Rồi. Bạn tiếp theo đó là bạn Nguyễn Sơn Tùng. Mời bạn Nguyễn Sơn Tùng chữa cho anh câu 16. Tùng 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 tùng. Hãy gọi anh là vợ. Một. Hãy gọi là anh là một cái trống. Em xin chữa. He did studies for exam, so he failed. Đọc lại nào. He did studies for exam. Đọc lại từ so study. Nó không có s ở study đâu. Study. Ờ, rồi. He didn't study. He did not study. He didn't rồi thì còn not làm gì nữa? Vâng. He didn't study. He didn't study for the exam. For the exam. So he failed. So he failed. He didn't study for the exam, so he failed. He did study for exam, so he failed. Nốt mẹ mất từ the rồi, the rồi. He didn't study for the exam, so he failed. He didn't study for the exam, so he failed. À, ok, nói như thế là Tây nó nghe nó hiểu rồi đấy. Chúc mừng. Ê, nếu ai có hỏi là ai dạy thì nhớ bảo anh nhé. Mặc dù anh biết là chắc là em cũng học ở đâu đó trước đấy rồi, mấy khóa học giao tiếp của các bên khác ấy, nhưng mà nhớ là bảo anh nhé. Anh em gặp học của anh ạ. À thế à, anh cảm ơn nhé. Nguyễn Văn Thanh. Dọn cơm. Cái gì? Nhật gì? Dạ, đây ạ. Là cơm đi xong gọi mạnh xuống nhé. Câu 17 nào. Em anh câu vậy là Betty didn't take a shower last night. Take a shower là take cái đéo gì? Bạn ơi hãy đến à, thúc đê thúc đi ạ. Chúng tôi take, đang đang hỏi shower là cái gì ấy. À. Nghe này. Shower, shower,
shower, shower, shower, shower, shower. Nghe thấy chưa? Em ơi, hey, hey, dạ, Ngọc. Nghe thấy chưa? Tôi ạ. Nó đọc là shower, nó không đọc là shower đâu nhá. Patty, đọc nào. Patty. Did not. Did not. Take her shower. Take her. Patty did not take a shower last night. Patty didn't take a shower last night. Take a shower, nói âm. Take a shower last take night. Her. Take a shower last take night. Her. Take her, hiểu không? Hiểu ý anh take không? Take her. Patty a shower did not last. Hoặc Patty didn't take a shower last night. Take a shower last night. Rồi, bạn tiếp theo đó là bạn Phạm Cao Nguyên với câu số 18. 18 hay 19 hả anh? 18 chứ. Mày lại không tập trung học đúng không? Thì mày lại ăn trưởng bây giờ. Anh không cần biết chúng mày giỏi đến mức nào. Did, nhưng mà chúng mày học. Did he go to the petty lab man? Lại, đọc lại. Did he go to the petty lab man? Đọc phát âm lại nào. Did. Did. He. Did he go to the petty lab man? Ta nói một lần và nhớ cả đời này. Cái từ tu đéo bao giờ nó đọc là tu cả, nó đọc là tu. Did he go to the party last to. Month? Lại nào. Did he go to. To. To, to. Did he go to, to. To. The party. The party. Last month. Last month. No, month. 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 Rồi. Month. Bạn cảm nhận rồi. Câu 19 này. Bạn Phùng Quốc Anh. À, bạn Phạm Thị Lan. Phùng Quang chuẩn bị. I spent my holiday in Ireland last summer. Spend it. Viết như nào? Spend it. Spend it thêm ED cái gì? Vâng. Rất đáng buồn cho bạn. Nó chỉ thêm T thôi. Bỏ D đi. Đó là bất quy tắc. Đọc như thật. Spend. Đọc lại nào. I spent my holiday in Ireland tạo last biết, summer. Không biết là Ireland đọc là cái gì. Last summer. I spent my holiday in Ireland last summer. Ireland. Anh không chắc lắm về cái cách phát âm này. Ireland. Đó, Ireland. I spent my holiday in Ireland last summer. Okay. Bạn Phùng Quốc Anh. Ơ, Toàn ơi. Chán quá. Địt mẹ cái thằng này học đã rốt lại còn mải chơi. Em đi cầm cái giọng máy tính. Ôi, mang tiếng thế nhỉ? Câu 20. Câu 20 hả anh? Ừ. It was great. Chúng mày ơi, uống thuốc độc thì thuốc chuột dễ chết hơn hay bả chó dễ chết hơn? Great. Đúng rồi. Great. Nghe này, nghe này. Great. 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 Nghe thấy chưa Quốc Anh? Nghe thấy chưa Quốc Anh? Rồi ạ. Đọc là great. Mãi lồn. Vẫn từ từ anh đợi em. Nhìn nhìn. Bây giờ chúng ta điếc thì chúng ta không được mù nhá. E I đọc là A. Great. Great. Rồi. Long lão hạc. Rồi. Đọc It was great. It was great. Rồi ok. Good.
Câu 21. Các bạn đừng chửi anh là sao anh nói bậy thế, sao anh đéo có một cái gọi là lông lá văn hóa gì cả. Mà các bạn hãy tự tát vào mồm mình. Nếu như các bạn không sai, không bao giờ anh chửi các bạn. Bạn Phương Hà nào. She moved into a new house in Seattle. Seattle. Rồi, good. Thêm D thôi đúng không? Vâng, thêm D ạ. She moved. She moved. Thì bạn đã nối âm được thành she moved into. Ok, very good. Em mở loa cho cả nhà nghe anh ạ. Anh nói rồi, các bạn học ấy thì đừng, các bạn phụ huynh của các bạn không học nha. Anh không làm việc với phụ huynh của các bạn nên là gì ạ? Đừng có bê phụ huynh vào đây. Với cái thứ hai là anh cũng không sợ đâu, đừng bê phụ huynh ra dọa anh, được chưa? Cái gì nhỉ, ngày xưa cũng có một đứa học viên ấy, khóa trước mẹ học online xong tao chửi, chửi con bậy ăn này cơ. Ôi giời, ngày xưa mẹ lớp biên phiên dịch à, cái lớp biên phiên dịch nó dịch sai nhiều mà tao chửi nó như chó luôn ấy. Thế đến luồng mẹ nó ngồi đấy chửi luôn, tao không biết là mẹ nó ở đấy mà. Thế là thôi, hôm sau bạn ấy nghỉ học. Ôi mừng quá. Những đứa bị chửi nhiều là những đứa bị sai mà. Nó sai nó nghỉ thì mình lại càng mừng ấy. Hướng nếu mà bố bị bố mẹ bắt nghỉ thì ok nha, anh cảm ơn. Tiếp. Câu 23, 24, 22, 23 thì did rồi, did, ok. Did you get hurt? Mày bị đau à? Did you meet Janet? Mày có gặp Janet không? Câu 24 rồi, bây giờ câu 25. Bạn Quý Phạm Văn. Em ạ. Were they angry? Were, đọc lại. Were they angry? Were they angry? Cái từ they mình sao là they vậy? Were they angry? Were they angry? Were they angry? Ok. Cảm ơn các bạn. Thứ nhất là lớp chúng ta chưa nghỉ, tuy nhiên là anh giao bài tập về nhà trước này. Là các bạn dịch 25 câu nhẹ nhàng qua tiếng Việt, à qua tiếng Anh. Các bạn thích dịch Việt Anh hay Anh Việt hơn? Việt Anh đi anh ạ, luyện ngữ pháp luôn. Đúng rồi, Việt Anh đi anh. Các bạn làm trên máy tính nha, đánh lại nha. Lớp này là lớp nào nhỉ? Đây đúng không? Đây. Lát trợ giảng nó sẽ ấy. Các bạn nghỉ 5 phút, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với phần bài nghe. Chống ăn mòn của Trung Quốc đã 20 năm kể từ khi bức tượng đá nhắm mắt, họ đã khắc phục hiện tượng này.
dụng đường ống ngầm, chuyển hướng nước Nam Bắc là một dự án lớn. Lý do tại sao vận tải đường ống không được áp dụng là do sự khác biệt lớn về địa hình giữa miền Bắc và miền Nam. Một số đoạn đường gồ ghề và độ khó cao hơn. Ngoài ra, thời tiết mùa đông lạnh hơn, ở miền Bắc có thể đóng băng gây vỡ đường ống. Hơn nữa, chi phí vận chuyển đường ống lớn và thời gian thi công cũng rất lâu, nên việc vận chuyển đường ống là không cần thiết. Con gà có thể bán được 100 đô, mà cô gái này còn không bằng một con gà. Cha cô chê cô xấu xí, còn bị bù lưng, bán cô với giá 10 đô cho một người phụ nữ. Cô gái cầu xin cha nhưng đã bị cha lạnh lùng kéo lên xe. Còn người nhà cô cũng chỉ có dúng một cô. Nhưng pháp thuật, quốc vương không màng việc chính, xuất được kỳ thi, nhưng hiệu trưởng đã nhớ được tên của Jennifer. Đến tối, Jennifer nghe thấy anh. Xem ra lần này, ta có thể giao nộp tính mạng của đứa bé ra. Nhưng thích khách nhận được lệnh là giết không trừ một ai. Vào lúc con quái vật chuẩn bị giết chết đứa bé, đầu của nó bị chặt đôi, là Jennifer đã quay lại. Cô không nỡ bỏ mặc đứa trẻ vô tội này. Jennifer vừa chiến đấu với thích khách vừa mở vòng thời gian. Tiếp đó ôm đứa bé bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị thích khách đâm một dao. Jennifer may mắn thoát chết, ôm đứa bé ngồi trên bãi biển. Sau khi trải qua nhiều thế đời hiểm ác, Jennifer không khỏi suy nghĩ. Theo đuổi cái đẹp khiến cô không thể sinh nở. Theo đuổi sức mạnh khiến cô trở nên cô đơn. Theo đuổi quyền lực khiến cô đánh mất chính mình. Và những thứ này thực sự là thứ cô muốn ư? Trẻ con ham chơi nhất định phải canh chừng cẩn thận. Người bố đang làm thí nghiệm ở bên này, cậu bé vô tình đến đứng ở chính giữa. Kết quả là bị điện giật ngay lập tức, đầu tóc cũng dựng đứng lên. Thế mà cậu bé vẫn mỉm cười, đứng lên một cái là muốn chuồn đi, gấp gáp ngồi lên chiếc xe nhỏ, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kết quả lúc về nhà ăn cơm, chuyện bất thường đã xảy ra. Một luồng điện quang màu xanh phát ra từ lò vi sóng, không ngờ lại bị cậu bé hút hết vào. Ngay cả con thỏ trong tay cũng như vậy, quả thật là đã hút hết dòng điện đi. Kết quả là một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Adam và chú thỏ trong phút chốc biến lớn, còn dọa chú chó đang nằm bên cạnh một phen khiếp vía. Ok, chúng ta học nhá. Được 5 phút chưa nhỉ? Chắc được rồi đấy. Rồi. Chúng ta tiếp tục với bài ngày hôm trước. Các bạn sẵn sàng làm chưa ạ? This audio program has been produced by YBM. All rights reserved. Listening test. A. Number 3. Sir sheet. C in the picture. Then, find Wait the number minute. Of the question Sir. On your answer sheet. In a minute. Why? I prefer my book. Please write down from 1 to 6. Viết từ 1 đến 6 nha, sau đó để trả đáp án cho dễ. Ok. À, viết từ 1 đến 6 để chọn đáp án cho dễ. Các bạn đừng đổ cho học online, không học online các bạn học ở đâu mà tinh thần các bạn học ổn. Thì nó cũng đỗ hết. Ngày xưa cái khóa online bọn anh dạy vẫn đỗ, chả sao. Thôi rồi anh ơi. Rồi, ok, ready. We're ready. And mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Tiếng bé quá anh ạ. Look at the example item below. Hơi nhỏ anh ạ. Không phải hơi nhỏ mà rất nhỏ. Now, listen to the four statements. Đỡ hơn chưa? They're moving some furniture. Nó bé hơn này. Vẫn không nghe được. C. They're sitting at a table. D. They're cleaning the carpet. A table is the best description of the picture. Sure. Will not be in the listening test. You understand spoken English. The entire listening test will last a
5 minutes. There are 4 parts and direction. Each part. You must mark your answers on the separate answer sheet. Do not write your answers in your test book. Vấn bé à? Part 1. Directions. For each question in this part, you will hear 4 statements about a picture in your test book. For 2 in your test book. They're sitting at a table. It's her sheet. Now, part 1 will begin. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. He's walking along the shore. B. He's swimming in the sea. C. He's holding a fishing pole. D. He's getting into a boat. Không, không, bỏ, bỏ. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. A woman standing on a busy street. B. A woman's wiping a car window with a cloth. C. A woman's carrying a jacket over her arm. D. A woman's parking a vehicle. Go on to the next page. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. A truck has stopped at a traffic light. B. A man is loading boxes onto a cart. C. A man is kneeling on the grass. D. Some boxes are stacked on the ground. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. One of the women is writing on a notepad. B. One of the women is looking at some files. C. The women are sitting at their desks. D. The women are facing each other. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. Cars are parked in a garage. B. Plants are arranged on tables. C. There are umbrellas blocking a road. D. There are chairs set up in front of a building. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. Some travelers are seated in a waiting area. B. Some workers are setting up partitions. C. One of the women is handing out tickets. D. One of the men is approaching a counter. Go on to the next page. Rồi, anh đưa đáp án nha. Các bạn lưu ý này, trong quá trình nghe ấy, nó các bạn khi đi thi thật cũng thế nha, không có nghe lại, không có gì cả đâu. Sai là sai. Thế thôi. Và không ai thông cảm gì đâu, kệ nha. Đây. Các bạn check đáp án xem mình đúng bao nhiêu câu, nhắn vào cái đấy luôn. Được chưa? Rồi các bạn nhắn vào đấy xem là đúng bao câu nào. Bốn câu, năm câu, một câu hơi khó nghe. Câu nào hơi khó nghe hướng? Ba câu, năm câu. Tiếp nào. Câu một ấy nó kiểu đậm lúc đầu nó bị nhiễu. Rồi. Mọi người cứ cắt nói. Ba câu nhà em hồn quá. Các bạn lưu ý đi thi thật nó cũng sẽ như thế. Bạn đừng expect cái gì nó clear quá, hiểu không? Ba. Tiếp nào. 5. Thôi để anh gọi đi cho nó dễ đi. Gọi đến ai người nói nhá.
Đinh Đức Cử là bao câu? 50 ạ. Rồi, Đoàn Trọng Hướng. 5 ạ. Dương Đình Kiên. 50 ạ. Minh Đức. 3 câu rồi. Sai những câu nào? Minh Đức sai những câu nào? Đã. Sai những câu nào? Có hai câu cuối mạng em lãng, em chẳng nghe gì. À, ok. Dương Văn Hùng. 5 6 ạ. Hạnh, Hạnh, Hạnh. Ừ, ok, Hạnh. 5 6. Rồi, ok. Hoàng Dân. 4 câu ạ. Đúng, đúng 1 câu á? 4 câu ạ. 4 đấy, ừ, ok. Kiều Dương Lập. 5 trên 6 ạ. Rồi, Lâm Nguyễn. Đúng 6 rồi. Ok, cảm ơn em. Long La. 3 ạ. Rồi, Nam Đỗ. 3 câu ạ. Sai những câu nào? Câu 1, mấy câu, câu 1, câu 4, câu 5. À, câu 1, câu 5, câu 6 ạ. Lý do sai. Nó rẻ hay là em không nghe được? Không nghe rõ được. Bạn Nguyễn Minh Phương. Sai. Sai những câu nào? Tại sao sai? Em bảo ồn đấy. Ồn á? Vâng. Ok. Sơn Tùng nào? Nguyễn Sơn Tùng. Nghe được 4 câu anh ạ. Sai những câu nào? Câu đầu với câu cuối cùng ạ. Lý do? Câu 1 không nghe rõ đâu anh ạ. Nó cứ ồn ồn bởi vì ạ. Câu cuối cùng thì sao? Cũng thế anh ạ. Nguyễn Văn Thanh. Thanh ơi. Phạm Cao Nguyên. Em 3 câu ạ. Lan. Em 4 câu. Phùng Quốc Anh 3 đúng không? Phương Hà. Em được 4 câu ạ. Quý Phạm. Em 3 câu. Quyết Trần. Đứa nào bảo em sai hết đấy? Quyết Trần được bao câu? 3 câu. Mấy? 2 á? 3. 3 hả? Anh nghe rõ không? Ờ. Ờ, ok. Thanh Trần. 5 ạ. Rồi, Thìn. Thìn Đẹp. 3 anh ơi. Rồi, ok. Anh sẽ gửi lại vào trong nhóm cái này các bạn nghe nha. Gửi trong... Các bạn muốn gửi vào nhóm Mét hay là món nhóm Zalo? Còn Mét đấy, đó là Mét. Rồi, ok, ok. Rồi, chào các bạn. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn. Hello. Chào anh ạ. Ok.